Chào các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách bảo quản sả để dành ăn lâu nha các bạn. Mình mới đi siêu thị về nè, mình mua được một ít sả nhưng mà nó khô hết trơn nè các bạn. Như vậy là nó đã khô rồi nè, các bạn thấy nó xe cái lá lại à, nó khô nè. Và bây giờ mình làm cách nào để bảo quản nó mà có thể giữ trong nhà bếp ăn lâu được nha các bạn, tại vì mình ngại đi ra ngoài. Cái thứ nhất, thứ hai nữa mình ngại đi chợ truyền thống đó. Chợ truyền thống nó xa, mình ghé siêu thị mình mua mà sả này chắc cỡ có 2 tuần lễ lận các bạn, mà người ta cắt cái gốc người ta bỏ hết rồi đó. Bây giờ mình về mình làm sao mà mình giữ là được ăn lâu, mình không có bằng mình bỏ tủ lạnh các bạn, mà mình cho nó tươi luôn nè. Mình ăn còn bao nhiêu đây nè các bạn, các bạn thấy không, nó tươi mà nó lên nè, nó lên được một khúc lá nè, lên được một khúc lá như thế này. Hôm trước mình cắt nó như thế này ha, mà bây giờ nó lên khúc lá như thế này, mà nó khô như thế này nè các bạn, nó khô như thế này mà mình cắt nó mình bỏ vô nước là nó tươi trở lại, nó xanh và nó mọc lá trở lại. Rồi mình để trong bếp, không cần để ngoài nắng gì hết nha các bạn. Trước hết thì mình có một cái dụng cụ nè, một cái chai nước muối nè, chai nước muối mình cắt ra ha, cắt bỏ cái đầu đi, mình không có xoay đít gì hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắt xả ra, mình cắt ngắn thôi, không có cắt dài đâu, cắt ngắn như vậy thôi. Hôm trước mình cũng cắt ngắn như vậy nè, cắt cho nó bằng cho nó đẹp nha các bạn. Mình để hoài mà mình có xả tươi mình ăn hoài, còn bằng không thì các bạn bằm nhuyễn luôn, bỏ vô tủ lạnh luôn. Mà mình thấy vậy thì chắc nó cũng không ngon bằng xả tươi đâu. Người Thái Lan người ta chuộng ăn sả lắm các bạn, người Trung Đông á, Ấn Độ, Thái Lan, bởi vì sả nó có nhiều tinh dầu mà nó là một cái loại gia vị, đồng thời nó là một cái loại dược phẩm, thực phẩm, vừa là dược phẩm chống lão hóa cực kỳ nha các bạn, chống ung thư nữa đó. Nó có tinh dầu, nó làm cho mình dễ tiêu hóa mà, rồi nó cải tạo lá phổi của mình, bổ xương nữa, ăn rất tốt cho sức khỏe. Mà mấy cái mùa Covid này, nhà người nào cũng mua một ít sả để trong nhà đặng nấu nước uống đó các bạn, nó thông cái phổi lắm. Bây giờ mình lột ra nha các bạn, mình lột ra sạch những cái khô này mình bỏ đi. Mình thích cái gì có chống ung thư, chống lão hóa là mình thích rồi các bạn. Này, nó khô quá rồi nè. Đi. Giờ mình bảo quản để dành mình kho cá nè, rồi mình ướp thịt nướng nè, rồi mình làm những cái món chay người ta không ăn hành thì người ta ăn sả. Sả bây giờ nó phổ biến, nó thông dụng lắm các bạn, mà nó cũng dễ trồng. Nhà mình trồng được một ít nhưng mà nó mới lên nè, khô hết rồi, cái này nó khô hết rồi nè. Rồi dễ dàng lắm các bạn cứ bỏ nó vô đây. Tất cả cái cây nó đều chạm đáy nha, chạm đáy hết. Rồi mình bỏ vô đây là một phân nước thôi nha các bạn, nước sạch là chiều nó tươi trở lại. Rồi qua 2 ngày sau là nó bắt đầu ra rễ rồi các bạn. Đó, thế là mình để trong bếp nè, mình để trong bếp mình ăn hoài nè các bạn ha. Nè, một phân thôi, các bạn đổ đầy quá thì nó thối luôn. Còn một phân là nó bắt đầu ra rễ, cũng như cái này mình nó bắt đầu ra rễ rồi nè, nó ra rễ và nó bây giờ cái này đem đi trồng cũng được, mà để vậy ăn cũng được nữa đó các bạn. Mình đem ra ngoài mình trồng nó mau hết lắm. Hôm trước thì mình mua y chang như vậy, rồi mình về mình cắt bớt đi, mình lò mình bỏ vô đây ha, bỏ vô đây rồi cái nó lên lá, nó ra rễ, nó tươi trở lại, cái nó lên lá cái để dành cái mình cắt mình ăn à. Cháu mình nó xuống nó học cách đó đó, nó ra cả con nữa các bạn thấy không, rất là ngon luôn. Trồng sả tại chỗ để dành ăn, nó ra một khúc vậy nè các bạn. Mình cứ để trong bếp à, rồi mình thấy nó ít nước hoặc là nó khô nước đó, nó khô nước là nó mình đổ nước thêm nha các bạn, mà mình đổ ít là nó ra rễ nè, rất là ngon luôn ha. Cỡ này là trồng được rồi, nhưng mình không có trồng, mình để trong nhà mình ăn luôn à.
Chào các bạn, có một cái mẹo nhỏ mình chia sẻ với các bạn nha. Cái này mới nè, ít nước thôi nha các bạn. Còn cái này là mình đã làm cho nó lên rồi nè. Mình để đây rồi cứ lấy ra ăn hoài như vậy đó. Xin chào.